Những chiếc ghe bầu chở đầy hoa Tết từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cập bến Bình Đông, quận 8 trong những ngày giáp Tết đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân thành phố Hồ Chí Minh từ xưa đến nay. Không khí tại chợ hoa trên bến dưới thuyền bắt đầu nhộn nhịp nhưng có phần yên ắng hơn mọi năm. Số lượng ghe thuyền cập bến ít và các loại hoa kiểng mang lên chợ đến thời điểm này cũng chưa được nhiều như năm trước. Theo các thương lái, do ảnh hưởng của đợt hạn mặn năm nay cũng như tình hình dịch bệnh Covid-19, vì thế người đến chợ cũng ít hơn. Liên tục kéo những chậu tắc từ dưới ghe đưa lên xe cho khách, ông Trần Văn Lượng, nhà vườn đến từ tỉnh Bến Tre cho biết, do ảnh hưởng của đợt hạn mặn vừa qua, năm nay vườn ông chỉ vận chuyển lên được 260 chậu tắc thay vì gần 600 chậu như năm ngoái. Nước mặn này nó eo ụt thì ít, chứ mỗi năm là đi 500-600 không. Trong khi đó, ông Trần Văn Bảy, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre khá lo lắng khi sức mua hoa mai tại vườn ông chưa cao, chỉ bán được vài cây. Năm nay, ông Bảy cũng mang ít mai, hoa mạn thọ lên bán hơn năm ngoái vì nguyên nhân chung hạn mặn. Tuy vậy, chất lượng hoa mai tốt hơn do được đầu tư chăm sóc kỹ lưỡng. Sức mua chậm hơn năm rồi là lúc này là lên là bán khoảng chừng 1/3 rồi. Mà từ hồi hôm qua nay là bán chưa được 5-7 chậu. Năm nay hiện tại bây giờ ở dưới là mặn nữa nè. Hiện tại dưới Bến Tre đang mặn. Bây giờ đi lên này gì, chứ còn nếu mà tở về là chứa nước không kịp luôn ạ. Tại vì mới đi lên ngày hôm qua là nước bắt đầu nó mặn rồi. Tuy ảnh hưởng hạn mặn, nhà vườn phải xách từng thùng nước ngọt để tưới cây. Nhưng giá bán vẫn bình ổn như năm ngoái. Bởi ai cũng biết rằng người đến mua đã chịu khó khăn bởi đại dịch. Giá bán hợp lý sẽ giúp cả hai bên thuận lợi giao dịch và có được ngày Tết trọn vẹn hơn. Mình cũng có kinh nghiệm lắm, nhưng mình chọn trái nó đều, với lại cái cây, những cái nhánh mà nó có những cái, người ta nói những cái chồi này nè, có những chồi non, người ta nói là cái lộc, thành ra mình chọn cái nào nó có cái chồi non, như là trái đều to, cây nó tròn trịa thì mình chọn thôi. Dưới đây nó giống như là đến đây mình giống như là cái truyền thống lúc xưa đó, mình hay lên qua bến Bình Đông mình mua cây á. Thì đến đây mình nó nhiều cây ở ghe ở tỉnh ta lên á, thì mình chọn nó được nhiều hơn, nó dễ chọn hơn. Giá cả nó cũng nói chung không có đối thích, không có thích. Thành ra mình năm nào mình cũng ra đây mình mua hết. Chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền năm nay được xem là điểm nhấn trong hoạt động mừng Tết Tân Sửu 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là năm đầu tiên chợ hoa này được Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa vào chuỗi các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu thường niên của thành phố. Hàng năm, chợ có trên 500 nhà vườn từ các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Long An, Đồng Tháp đến tham gia kinh doanh và trưng bày sản phẩm với nhiều chủng loại cây, hoa kiểng phong phú. Điểm đặc biệt của chợ hoa năm nay, ban tổ chức đã vận động được 79 hộ dân từ cầu Chà Và đến đường Nguyễn Văn Của, phường 13, quận 8, trang trí hoa, cây kiểng trước nhà và tổ chức hội thi, trao giải thưởng cho các hộ dân trang trí ấn tượng. Bên cạnh đó, còn có chương trình biểu diễn đờn ca tài tử trên các ghe bầu dọc theo tuyến kênh Tàu Hủ, giới thiệu loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc.